cho em một bữa đi. Để ngon không nhỉ? Có ngon mà. Để em gọi cho anh ăn thử nhé. Để từ giờ đến Tết là ngon luôn, là ngon hẳn luôn. Ngày trước của nhau không hả? 1.000 ba quả. 1.000 ba quả. Thì chọn đi. Quả nào cũng được, đại đi. Đại à? Không nói gì, chọn làm cái gì. Bữa ngon mới mang đi bán chứ. Bán bao nhiêu tiền ạ? 10.000 ba quả. Đấy, xong đi làm à. Ngon nhỉ. Quả nào đi lấy? Chọn cá to đáng chưa lấy. Đấy, chọn là quả nào to to. Ngon quá, ăn miếng này xong rồi. Cảm ơn mợ nhá. Mẹ mua bưởi đây. Ngon, ăn thử đi. Ăn thử ngon thì lấy, không ngon thì thôi. Không ngon không lấy tiền. Bưởi ngọt. Bóc luôn à? Bóc luôn, phục vụ tận nơi. Ngon nhỉ. Mua hộ mấy quả đi. Bán như nào ấy? Cho bạc quả. Cứ nhặt nhá. May rủi nhá. Nặng này, nặng tay. Đấy. Đây. 10.000. Vừa bán vừa tặng. Chị ăn. Bye bye. Bye mẹ nhá. Người này nó quả bao nhiêu tiền đấy? Mời
10.000 ba quả. Đây ăn thử. Rượu ăn bán như nào ấy? Rượu này á? À, rượu ngô men lá 500.000 một sách. Uống thử nhá. Đâu ăn thử xem có ngon không? Ngon mới được đấy. Lấy 10.000 ba quả bán rẻ, vừa bán vừa tặng. Này mà để dịch Tết ngon hẳn luôn, ngon một nghìn tim luôn. 10.000 ba quả rẻ đẹp. Chị bán nốt lúc nãy bán 10.000 ba quả, bây giờ chỗ này 7 quả lấy 20.000 thôi. Bán nốt. Bán hết để con đi về. 138 á. 130.000 đấy. 138 á.